Chào mừng anh chị và các bạn đến với video tiếp theo. Tôi là Nguyễn Văn Đoàn. Trong nội dung ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về thị trường bất động sản ở Đồng Phú, Bình Phước trong thời gian sắp tới đây. Còn cái gì tiềm năng thú vị để thu hút các nhà đầu tư? Như chị thấy rằng phần lớn hiện nay tiềm lực cũng như là tài chính, nguồn lực của Bình Phước đang là tập trung vào các quỹ đất để lập các khu nghiệp, các quỹ đất để xây dựng ở cơ sở hạ tầng, liên kết tỉnh, liên kết các khu nghiệp đến thông thương hàng hóa, đúng không ạ? Và không phải ở huyện nào của Bình Phước chúng ta cũng có thể đầu tư được, và không phải cứ phải là các cái khu vực mà đang phát triển khu nghiệp thì chúng ta mới có thể đầu tư được. Quan trọng là mục tiêu của chúng ta đầu tư trong quá trình này, chúng ta cần phải tìm hiểu, phân tích và xem xét xem là địa phương và khu vực nơi đấy anh chị chúng ta đang hướng đến, định hướng trong thời gian sắp tới còn những cái điểm nổi bật nào để anh chị em có thể tham khảo đầu tư. Chính những điều này sẽ giúp cho cái kênh đầu tư của các anh chị đạt hiệu quả cao hơn, giúp cho cái cuộc sống của anh chị thoải mái hơn, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta sống có mục tiêu, sống có những cái năng lượng tích cực hàng ngày, đúng không ạ? Và trong thời gian vừa qua, những câu hỏi của những anh chị là Đồng Phú thời gian sắp tới đây còn những điểm nổi bật nào, thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn để chúng ta có được những góc nhìn mới, cũng như có được cho mình những cái kế hoạch đầu tư mới trong thời gian sắp tới đây ở Đồng Phú, Bình Phước, để tất cả anh chị chúng ta có thể có được những cái thương vụ thành công và hiệu quả anh chị nhé. Anh chị và các bạn theo dõi những nội dung sau đây mà thấy giá trị thì đừng quên chia sẻ cho người khác, cũng như là ấn vào nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ kênh YouTube của tôi nhé. Và để phân tích về thị trường bất động sản Đồng Phú, anh chị em chúng ta sẽ cùng chia sẻ những điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy các khu nghiệp hiện nay đang được quy hoạch thêm từng ngày ở Bình Phước. Các khu nghiệp cũ sẽ được mở rộng, kèm với đó là những cái quỹ đất của nhà nước hiện nay sẽ được phân bổ làm các khu công nghiệp mới. Hiện nay với hệ thống các khu nghiệp, chúng ta thấy rằng phần lớn tập trung ở gần trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, như là Nam Đồng Phú, Bắc Đồng Phú, khu nghiệp Tân Tiến 1, khu nghiệp Tân Tiến 2 đang trong quá trình xây dựng do Thành Phương làm chủ đầu tư, đúng không ạ? Và khu công nghiệp Becamex lớn nhất tại tỉnh Bình Phước cũng đang trong quá trình hoàn thiện các con đường vào. Và đây cũng chính là những cái điều tạo lực để thu hút dân, người lao động, chuyên gia, các cái vốn đầu tư nước ngoài trong những năm sắp tới đây hướng về Đồng Phú. Và anh chị nào mà chúng ta quan tâm về bất động sản du lịch, đặc biệt là khu vực Vành Đai, Hồ Suối Giai, phía Tây Hồ, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong thời gian vừa qua, tập đoàn Sun Group đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thành lập nghiên cứu cái dự án khu đô thị, khu dân cư ở phía Tây Hồ với cái tổng diện tích là 5.900 hectare. Đây toàn bộ là những cái dự án mà chúng ta thấy rằng đúng thời gian hiện tại đang trong quá trình triển khai, và một số khu vực, một số dự án đang trong quá trình nghiên cứu để thành lập kế hoạch. Nhưng tất cả những điều này chúng ta thấy rằng nếu như anh chị chúng ta có được cho mình những cái kế hoạch đầu tư dài hạn, đi đúng với những cái định hướng phát triển của địa phương, và chúng ta lựa chọn những vị trí đúng với cái định hướng phát triển của khu vực nơi đấy, thì cái khả năng thành công cũng như là cái tỷ lệ thắng khi mà chúng ta đầu tư ở thị trường Đồng Phú là rất lớn, đúng không ạ? Bởi vì một khu công nghiệp lớn nhất ở Bình Phước, và chúng ta có thể so sánh được với những cái tỉnh thành khác như là ở Bình Dương và ở Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Nhưng cần phải có thời gian, và chúng ta cần phải lựa chọn những cái phân khúc sản phẩm, vị trí đúng với cái nhu cầu thực, chưa bị giá cao, cũng như là khu vực đấy sau này sẽ có điểm nhấn để tăng giá cũng như độ thanh khoản, đúng không ạ? Đấy là yếu tố đầu tiên, là các khu công nghiệp, các cái dự án đang trong quá trình lập chủ trương quy hoạch. Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ ở đây đó chính là về kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng. Thì hiện nay nếu như chúng ta để ý và chúng ta đi khảo sát thực tế, anh chị chúng ta sẽ thấy rằng hiện nay phần lớn các cái hạng mục cơ sở hạ tầng đều đang nhắm vào Đồng Phú rất là lớn. Đầu tiên chúng ta có thể liệt kê ra 4 cái con đường hiện nay
đạt tỷ lệ thi công khoảng độ từ 70 cho đến 80%, đúng không ạ? Gần như là thông tuyến. Thứ hai, chúng ta có thể thấy được rằng cái tuyến đường vành đai Hồ Suối Giai kết nối từ Tân Lập giáp Bình Dương, kết nối thẳng lên cái tuyến đường Trường Chinh và lên Hồ Suối Cam của thành phố Đồng Xoài. Tuyến đường này hiện tại khu vực từ Tiến Hưng lên Hồ Suối Cam của thành phố Đồng Xoài đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và đã được hoàn thiện trả nhựa ở một số đoạn. Đoạn đường từ Tân Lập lên Tiến Hưng của thành phố Đồng Xoài hiện nay đã được giải phóng mặt bằng xong ở nhiều địa điểm và gần như là 100% đang trong quá trình. Hiện nay thì đang trong quá trình hoàn thiện hai cái cây cầu, và hai cái cây cầu này cũng là những cái hạng mục chiếm thời gian rất là lâu. Và tiếp theo chúng ta có thể nhận thấy là tuyến đường Đồng Phú Bình Dương, đúng không ạ? Đây hoàn toàn là những cái hạng mục cơ sở tầng. Chúng ta thấy rằng thứ nhất là gì ạ? Thúc đẩy phát triển về công nghiệp, thu hút dân cư, thu hút người lao động. Thứ hai đấy là phát triển tạo dân cư, tạo các địa điểm dân cư mới và với tốc độ nhanh. Thì anh chị chúng ta đều đã nhận diện được rằng cả về công nghiệp lẫn du lịch đô thị thì hiện nay Đồng Phú đang có các cái điểm rất là lớn, đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta có thể nhìn thấy là có thể so sánh được với các thị trường khác như là Trơn Thành và Đồng Xoài. Chúng ta đã so sánh về tiềm lực phát triển. Còn về giá của bất động sản thì tất nhiên mỗi một địa phương sẽ có một điểm mạnh khác nhau, đúng không ạ? Và yếu tố thứ ba chúng ta sẽ chia sẻ ở đây đang hướng về Đồng Phú, đó chính là về quỹ đất. Với khu công nghiệp BKMX Đồng Phú anh chị ạ, thì tỷ lệ diện tích đất để thành lập khu công nghiệp của nông trường cao su chiếm được khoảng 80%. Và chính những cái điều này nó tạo nên một cái thời gian đẩy nhanh về cái việc gọi là giải phóng mặt bằng, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cái quỹ đất hiện nay của Đồng Phú để thành lập cái dự án Sunroof cũng phần lớn chiếm vào các cái nông trường cao su, đúng không ạ? Và với cái chất đất là chắc, địa thế bằng phẳng của Đồng Phú, chính những điều này nó thứ nhất nữa là cái thời gian triển khai các khu nghiệp cũng như là các khu đô thị. Yếu tố thứ hai nữa là về cái giá đất, nó sẽ tạo một cái điểm nhấn, tạo một cái điểm cộng rất là lớn cho thu hút được các nhà đầu tư trong nước cũng như là ngoài nước về Đồng Phú. Yếu tố thứ ba nữa là với cái địa hình đất chắc chắn, thì chính những điều này nó làm và giúp cho các nhà đầu tư xây dựng các khu nghiệp, xây dựng các khu đô thị dân cư tiết kiệm chi phí hơn, đúng không ạ? Bởi vì cái nền móng thay vì chúng ta phải tốn khoảng ví dụ khoảng 1 tỷ đồng thì về Đồng Phú mất độ khoảng 300-500 triệu đồng là có thể hoàn thiện được cái nền móng, đúng không ạ? Đây chính là những cái điểm nhấn nổi bật mà ít địa phương nào có được, đúng không ạ? Đặc biệt là với những cái thời điểm hiện tại. Và yếu tố thứ tư chúng ta có thể nhận thấy đây là tốc độ đô thị hóa. Hiện nay cái tỷ lệ xây dựng nhà mới ở Đồng Phú chúng ta thấy rằng ngày một tăng cao, đúng không ạ? Đặc biệt là các khu vực nông thôn, và phần lớn hiện nay được xây dựng mới là các ngôi nhà theo phong cách mới, trẻ, đẹp, đúng không ạ? Và chúng ta có thể nhận thấy được rằng phần lớn ở trong các khu vực nông thôn rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Thời gian vừa qua nhờ các cái sự phát triển của cơ sở tầng, khu công nghiệp, nhiều người dân nắm giữ nhiều các quỹ đất lớn và họ được đền bù, hoặc là do nền kinh tế phát triển cho nên kinh doanh buôn bán được. Chính những điều này đã đang tạo thu hút tốc độ đô thị hóa. Và điểm đặc biệt ở đây mà ít địa phương nào có được là cái chi phí sinh hoạt hàng ngày khá là rẻ. Hiện nay thì với tài chính là vài trăm nghìn đồng hoặc thậm chí 1,5 triệu đổ xuống là chúng ta có thể các anh chị, các bạn lao động là có thể sở hữu được những căn phòng trọ rất đẹp rồi. Hoặc là cái chi phí ăn uống, thay vì ở các địa phương khác một ngày chúng ta có thể mất đến 200-300 nghìn, nhưng về Đồng Phú thì mất được khoảng sẽ tiết kiệm được khoảng 30% cái chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chính những điều này nó đang tạo cho Đồng Phú một cái điểm cộng rất là lớn về cái việc thu hút dân cư,
đạt tỷ lệ tấp đầy đô thị hóa. Và chính những điều này nó kéo theo đó là những cái sự chuyển đổi về hệ thống chính trị, đúng không ạ? Và yếu tố thứ năm tôi muốn chia sẻ ở đây là chính là gì ạ? Đồng Phú trong thời gian sắp tới đây có khả năng sẽ được lên thị xã. Đây là điều hoàn toàn có thể khi mà chúng ta thấy hiện nay với cái tốc độ phát triển đô thị hóa, tốc độ phát triển của cơ sở tầng, các khu công nghiệp, những dự án lớn đang mọc ở Đồng Phú, các khu dân cư, khu đô thị của các tập đoàn lớn về đây để thành lập ở Đồng Phú. Và kéo theo đó là gì ạ? Tốc độ phát triển đô thị hóa nhờ các cái chi phí ăn ở rẻ tạo cho những người lao động thu nhập thấp, những người muốn an cư lập nghiệp ở một vùng đất mới, họ hướng về Đồng Phú, đúng không ạ? Và chính những yếu tố này nó tạo nên cái số lượng dân cư tăng. Và tất nhiên hạ tầng phát triển, công nghiệp phát triển, đô thị phát triển, dân cư phát triển, và Đồng Phú chắc chắn sẽ lên thị xã trong thời gian ngắn đây, đúng không ạ? Chính những điều này nó tạo cho những bất động sản của chúng ta khi mà đầu tư đạt tỷ lệ x vài chục lần đến vài trăm lần là điều hoàn toàn có thể, đúng không ạ? Và yếu tố số 6 tôi muốn chia sẻ ở trong video này chính là gì ạ? Cái thời gian di chuyển. Đây là những điều mà chúng ta thấy rằng ít địa phương nào có được khi mà chúng ta nói về tiềm năng bất động sản ở Bình Phước. Thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là từ Bình Dương đến Đồng Phú trung bình cũng từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ anh chị ạ. Đấy là yếu tố đầu tiên. Thứ hai, chúng ta thấy rằng di chuyển từ một thành phố nõi của Bình Phước là thành phố Đồng Xoài đến các cái xã của huyện Đồng Phú mất độ khoảng từ 20 cho đến 30 phút đi xe, thậm chí còn nhanh hơn trong thời gian sắp tới khi mà hạ tầng được hoàn thiện đẹp, đúng không ạ? Yếu tố tiếp theo nữa là hiện nay Bình Phước đã có một khu công nghiệp rất lớn là bên Trân Thành, thì cái thời gian di chuyển từ Trân Thành sang tới Đồng Phú hiện nay cũng mất chỉ khoảng 40 đến 50 phút. Đây là những thời gian di chuyển mà chúng ta có thể thấy rằng khi mà hoàn thiện các cơ sở hạ tầng như là đường Đồng Phú Bình Dương, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương và Bình Phước sẽ đóng vai trò rất là quan trọng thu hút dân cư, đúng không ạ? Phân bổ dân cư ở các khu vực đã đông dân như ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, và có các cái nhu cầu như là các cái xí nghiệp, nhà máy, với cái thời gian di chuyển nhanh vậy, họ sẽ có các cái nhu cầu mới ở các cái địa phương vùng ven. Và cái việc này là điều hoàn toàn có thể khi mà cơ sở hạ tầng hoàn thiện, rút ngắn thời gian di chuyển, họ có thể thu hút công nhân ở các cái tỉnh thành đã đông dân, đông công nhân về các cái tỉnh thành ở các khu vực như là Đồng Phú trong thời gian sắp tới đây. Và chúng ta có thể nhận định và nhìn thấy rằng tương lai của Đồng Phú về trung hạn cũng như là dài hạn là rất lớn khi mà chúng ta đầu tư ở khu vực này, đúng không ạ? Và tất nhiên chúng ta phải lựa chọn những loại hình bất động sản, những vị trí bất động sản, những khu vực đang có giá rẻ, nó phù hợp với cái nhu cầu của các anh chị, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian sắp tới đây để mang lại cái kết quả tốt nhất cho các anh chị khi đầu tư. Đấy là những cái chia sẻ của tôi ở trong video ngày hôm nay. Cũng mong nó đồng quan điểm với những chia sẻ, những cái định hướng của các anh chị, những cái kế hoạch đầu tư của các anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới đây, để chúng ta có được cho mình những cái hiệu quả tốt trong quá trình đầu tư bất động sản ở Đồng Phú Bình Phước trong thời gian sắp tới đây, anh chị và các bạn nhé. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung vừa rồi bổ ích và cần với một ai đó thì đừng quên chia sẻ đến họ, cũng như là ấn vào nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ kênh YouTube của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.